bảo anh đó, hình như đi tới đỉnh luôn á không hạnh? Đỉnh đó, hai ông hả? Bên đây có phải lặt mới. Ê, mua mình mua dưới có đỉnh đó hả? Đây là cái khách. Cái nó bán nguyên combo. Lên đỉnh gì vậy sợ? Cái đợt lên đỉnh chưa? Lên rồi. Cái đợt nào tôi cái nhớ có lên không ta? Lên rồi. Đây có phật trước bà ông anh nữa. Lên bà chụp hình đó. Dễ sợ. Làm sao mà chó lấy đưa lên tới trời ha. Chắc là đưa cốt lên gì. Cái bay bay được ở trên cái núi đó. Núi mày má má con sò lè này trời đó. Tên lửa con ra ngoài cái nắp được nó cái này cái gì. Má má lên cũng phải má má mới dựng được chứ. Thằng có đầy đó. Quá cao. Gì lăn hả bán? Lăn. Lăn đó có mấy cái chân của ông à. Lăn ngồi xuống múa 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 cái chân nó nhịp nhịp nhịp. Mấy nhỏ nó vừa cái chân ra dễ thương. Ông đi ông ấy cái đi. Ấy cái đi ông lăn thích cười. Vô trái. Ủa nó vô như Bình Châu à? Trái mình mới ra chùa tí mua mấy chuyện nước suối bỏ ba lô đi lên mua nước suối đại ban thuộc quá là xa các nơi đây chúng ta tới rồi chỗ này đi chúng ta đau quá cây giống lá làm nón vậy ờ đúng rồi đóng rồi đó. Hôm nay giữa đất đàn ghê rất mọc này. Mấy ông thằng, mấy ông bị cằn đánh nhau, chọi đá, chọi đường, chọi đó, một cục vậy đó. Có đường đi lên rồi mẹ, thấy không? Ừ. Hai ba đường. Đây, ù lây nó dòm xuống nha, thấy nha, xỉu. Ủa nó chặn mà, không muốn tới nó chặn đâu cho lên đâu, tao đi ngoài ruộng rồi tao đi vô nữa. Rồi đi băng với nó quá tải mà. Nó tải nó. Lỡ bộ vô. Tao đi băng với nó ruộng ngoài nè, tao đi vô. Vừa thì cái đông quá, đâu có kinh nghiệm, ít rồi. Rồi phải chứng kiến thấy đít người này đít người kia nó dồn ngã đi sao anh thử đi vô bắt tàu chơi sao sáng đem đồ theo luôn đi nhà râu đi đi hạnh đâu phải ở nhà có con nên quẹt là ảm đi trời vườn cái cây đẹp cái này luôn bán kia cái cây đẹp hả hạnh hai cây năm nào cũng đây giống cây cây thứ gì vườn thấm lốt mà có bầu nguyện chị nó chị nhận vô rồi chị nó đi với đào ba về phố luôn chơi với đầm xe nó về luôn. Đây về Tây Ninh đây về phố có 80 cây.